uống một nước ha. Dạ. Dạ, uống một nước để chế nước vô. Dạ. Dắt bạn tới, mình dắt bạn tới lấy quà đặt em gì đó, lấy quà đặt gì đó. Cái quà đã thì chị mới lấy cái đồ đồ nhỏ chị nấu một chén hả? Một chén luôn. Chứ mà chị cũng chỉ cái đồ nhìn lên mình cái đồ đó nha. Anh biết đồ không người đồ ăn mặn. Vì cái này là 4-5-6 người mình ăn hết rồi. Đố anh hết rồi. Đố anh ăn hết rồi cái nồi đó. Không, để một chén, để một chén. Để một chén thì cái... mấy người nào mà sẽ tập mua cái này thì ok, dầu mỡ này kia là tránh được hết. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ, chị tự coi anh ha, cũng muốn nước nha. Dạ. Cũng phải tự test nó vậy đó cho nó nóng. Dạ, coi trước khi mình mình rắc cái nước lên mà nó cháy được á, thì nó bắt đầu cháy nó khô được rồi. Xong xong uống nó chỉ để nước thôi, vì nó xài nước ra rồi, giống như xèo á. Cái nồi của chị á, trong cái phần mà cái thau để mà rửa rau muống á là cũng bộ phận của hãng luôn. Dạ, cái của nó không nước của nó luôn, dao bộ của nó hết rồi, cái đồ kê nồi nghĩa là đây xài còn của nó hết. Dạ, cái xài của nó rồi chứ là cái kia có được. Rồi cái bộ dao này đó, nó cho free, từ từ nó cho free. Dạ, tại vì yêu cầu anh là nó rồi. Dạ, Salad Master, đây cái hiệu của cái hãng được không? Salad Master. Cái dao của nó thì nó cũng đầy Salad Master. Thì nó trong nguyên cái bộ dao này. À, nhưng mà cái giá cả như thế nào chị? Cái mà mua cái bộ nồi đầu tiên đấy. Nhắm mà. Đó, thì bắt đầu giờ bắt đầu người ta cải lên hả? Bây giờ mà giờ muốn cho cái phần da nó giòn nè. À, bây giờ bắt đầu cho chút tiêu vô. Để ai muốn ăn mặn ăn cái này chưa được, chưa có ướp phải không? Ăn mặn lạt thì không có ướp, cái này không được ướp. Dạ. Em nghĩ cái này mà ướp là cái nồi này nó bị chất đường. Nhưng mà ướp thì bị chất đường thì dính. Tại vì cái này là để nguyên chất vậy, vậy cho nên từ tay nó không có ướp, trong chứ Việt Nam đâu. Nó ướp của nó chỉ bỏ tiêu với lại chút xíu muối thôi, không bỏ đường, không bỏ cái gì để chỉ sốt thêm nước gì á. Anh cũng chả về ha, chỉ ăn chế nước vô nha, 50 cái nước vô. Ok, rồi khi mà cái chảo nó bị cháy như vậy đó, chế một chút xíu nước vô rồi bắt đầu... Anh lấy cái chị có mở điện không? Không mở điện hả? Không, em mở điện gì đó. À, tự động. Cái điện này bắt đầu cái nó có dính nước á. Anh đi vào đây nó không có sạch. À. Dạ, okay. Yeah, nó không có sạch, anh coi nè, anh nhìn nè, điện là rất là an toàn nha. Đây chị thấy có nước, anh thấy có nước rồi ha. Em mở điện này nè. Đó. Em sẽ bóc điện này lên nè ha. Nó có điện rồi ha. Không có gì đâu. Dạ. Không giật đó. Dạ, nó có dính nước mình đỡ mình rửa cái nồi của mình chảo mình đó. Mình luôn cái chảo mình bỏ liền cái xin nó bị nước vào đây cũng không sao. Yeah. Là cái khi mà cái chảo nó bị dính đó thì chảy đổ chút xíu nước vô thì bắt đầu nó sẽ rồi là muốn tiếp nó. Ok. Cái nước hồi nãy tập nó ha. Bây giờ tập đặt đây cho nó đi đâu ha.
con nước rồi nhưng mà nó hay cái vấn đề xanh ha. Dạ, nó lấy hết nước ra là nước mình tắt lại đây, hay con lấy hết ra cho mình luôn ha. Sao mình không có nước gì đâu. Còn chưa ra. Cái hệ thống nồi này nó có muốn xài điện cũng được. Đó, vì nó người cho một cái tay đó, cái tay này để người ta bắt cầm cái nồi nó không bị nóng. Cái dàn bếp của chị nó rộng đủ rồi. Cái tô cái đây để cái đây nè, bà con coi cái hệ thống khi mà nó đổ rồi đó, nó sẽ báo cho mình biết. Báo biết hay nó chế hay quá trời đây đó, đang nhá 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 này, nó giống như cái phần steam máy hơi nước của xe lửa gì đó. Thì cố tình nha, thì thử cái nồi em đâu mà em đâu biết đâu, cái chuyện xong chị nói là không biết. Chị thấy cái bổ này nè, chị cạo cho thật mạnh lên, nó có rắc cái gì lên không? Không rắc. Bây giờ chị khỏe chẳng cái đồ này tốt thiệt anh. Em mới nói là em cạo quá, chị cạo không rắc cái gì đây. Nói trời ơi má đồ con có cạo như thế đó hả? Không rắc gì đâu mà cả cái nồi này. Giờ nó vẫn như vậy, nó không có dấu, không có gì hết. Anh chị coi nha. Cái nồi mà chùi xong nồi đâu sao hả? Dạ không sao, không sao, cần trà ký. Nhưng mà mình như vậy này đâu cần tới cái đồ chùi, anh thấy không? Dạ, anh chị thấy rồi, chưa? Nó chóc ra hết. Nè, nó chóc hết là mất cái nồi nào cũng vậy hết, không ai riêng cái chỗ này. Dạ, ở trên nước nó bốc rồi hết. Bây giờ trở lại bình thường rồi đó. Rồi em mới nói là em xài cái này là 5-6 năm rồi, nó vẫn trắng bông rồi. Thì cái đặc biệt của cái hãng này đó. Nó hay lắm. Cái đặc biệt của cái hãng này họ chế cái loại nồi quá hay. Dạ. Nhưng mà cái giá cả thì tiền đọc của nó. Dạ. Nói chung là có người mua họ, em cũng lại có thiết bị là họ phân biệt ra được đó. Nó không có wow. Uống đồ gương xong rồi hả? Dạ, xong mấy giờ lâu rồi. Ủa lẽ quá vậy? Nhưng mà tại vì em muốn để lấy trong trái. Ờ, chín lâu rồi á hả? Dạ, chín lâu rồi. Dạ. Chứ thì mới trở lên chứ đó, sao lẹ quá vậy? Dạ, chín lâu rồi. Cái phần đồ cơm mới là chị cho chịu bò nó dạ dạ mà làm đi chị hả? Gạo này tháng mới ta dạ hôm nay có gạo mới đấy là dẻo không có gì dạ gạo mới tháng ở bên này đúng tới cái mùa tết này kia là bắt đầu có cái gạo gì đây nè nó dính ha, các anh chị thấy không đó, nó dính nè, nó dính nè. Nhà bà xài khúc chiên. Nó có cháy khúc nè. Khúc chiên luôn á. Khúc chiên nó lâu mới hơn khúc chuồng. Dạ em xài khúc chiên. Coi người đồng bữa ăn cháy thì cái loại này hay. Cái loại vậy nha. Yeah. Đó là vậy nè, mới lại đấy em bà em khét em để khô em cái chưa ngâm đó là bây giờ có cạo có thì cạo không. Không tốt gì hết. Cũng là cái nồi này nè, cái nồi quá. Cái nồi nó khét nhiều lần lắm rồi đó. Khi em bỏ quên nấu làm sao nghe lắm. Khi em bỏ quên hoài. Đây 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 cái nồi bây giờ mình cũng bỏ cho mình ngâm cái nó chốc ra hết hả? Đây để cái đặc điểm của cái này đó dành cho mấy người nội trợ nó đỡ mất và vất vả ha. Còn nếu mà nồi bị cháy hay gì đó, để trà kia cà phê. Đi ra ăn đi, ngồi đi, tới ngồi đi, tới. Dạ, ăn đi. Đây, muốn coi cái phần mà phần bị cháy đó. Coi như nó bám dính vô, rồi cái nọ nó nguyên trong, y chang trong cái nồi vậy ha. Hay á. Cơm cháy ha, ăn cơm này, ăn cơm cháy chứ ha. Dạ, ăn cơm cháy.